Đấy, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 23 bài 20 từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế giữa thế kỷ 1 đến giữa thế kỷ 6 phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 nhỏ những chuyển biến về xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỷ 1 và thế kỷ 6. Trong phần 3 nhỏ gồm có hai phần là những chuyển biến về xã hội và những chuyển biến về kinh tế, A nhỏ những chuyển biến về xã hội. Bây giờ các bạn sẽ quan sát sơ đồ văn hóa xã hội của thời Văn Lang Âu Lạc và thời kỳ bị đô hộ. Sau đó các bạn cho cô cái nhận xét về sự chuyển biến xã hội ở nước ta qua hai thời kỳ. Xã hội thời Văn Lang Âu Lạc đã phân hóa thành ba tầng lớp: quý tộc, nông dân công xã và nô tỳ, cho thấy có sự phân biệt giàu nghèo và phân hóa địa vị. Ở thời kỳ bị đô hộ, quan lại đô hộ nắm quyền thống trị. Tầng lớp thứ hai là địa chủ Hán có quyền lực cướp đất. Bên cạnh đó, hào trưởng Việt tuy có thế lực ở địa phương nhưng bị bọn thống trị chèn ép. Tầng lớp thứ ba là nông dân công xã, nông dân lệ thuộc. Và tầng lớp cuối cùng là nô tỳ có địa vị thấp nhất trong xã hội. Ở thời kỳ bị đô hộ, xã hội Âu Lạc tiếp tục bị phân hóa sâu sắc. B nhỏ là những chuyển biến về văn hóa. Chính quyền đô hộ đã thực hiện những chính sách văn hóa thâm độc như thế nào? Chính quyền đô hộ đã mở trường dạy học chữ Hán tại các quận, huyện. Theo em, việc chính quyền đô hộ mở trường học ở nước ta nhằm mục đích gì? Du nhập Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ phong tục của người Hán vào nước ta. Nho giáo hay Khổng giáo do Khổng Tử từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 5 trước công nguyên lập ra ở Trung Quốc. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là thiên tử hay con trời và có quyền quyết định tất cả. Đạo giáo do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc, cùng thời với Khổng giáo khuyên người ta sống theo số phận, không làm việc gì trái với tự nhiên. Phật giáo ra đời ở Ấn Độ cùng thời với Nho giáo, khuyên mọi người hãy yêu thương nhau, làm điều trà lành tránh điều ác. Chính quyền đô hộ có đạt được mục đích của mình hay không? Tại sao? Tổ tiên ta đã kiên trì đấu tranh bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong tục, nếp sống của dân tộc. Quan sát một số bức ảnh và các bạn hãy nêu một số phong tục cổ truyền của nhân dân ta. Như là tục ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày. Thảo luận nhóm trong vòng 2 phút vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán tiếng nói của tổ tiên. Vì do những phong tục tập quán và tiếng nói riêng của tổ tiên đã được hình thành từ lâu đời. Đây là đặc trưng bản sắc riêng của dân tộc ta có sức sống bất diệt. Bốn nhỏ, cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248. Các bạn quan sát tranh nước ta bị nhà Ngô đô hộ. Nhà Ngô bắt nhân dân ta phải lên rừng tìm ngà voi, sừng tê giác. Hoặc là bắt nhân dân ta phải xuống biển để mò ngọc, ngọc trai. Qua các hình ảnh trên em hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Nguyên nhân đó chính là do nhân dân ta không cam chịu kiếp sống nô lệ. Các bạn quan sát ảnh Tiết Tổng tâu lên vua, giao chỉ đất rộng, người nhiều, hiểm trở, độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó cai trị. Qua lời tâu của Tiết Tổng đã nói lên điều gì? Các bạn quan sát ảnh đây chính là Nhị Kiều tướng quân Bà Triệu và các bạn hãy giới thiệu cho cô vài nét về Bà Triệu. Đây là hình ảnh hai anh em Bà Triệu tính chuyện khởi nghĩa. Có một câu nói nổi tiếng của Bà Triệu đó chính là
Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đổ quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Qua câu nói này, em hiểu bà Triệu là người như thế nào? Đây là hình ảnh khi mà bà Triệu cưỡi voi ra trận ha. Vậy khi nhìn vào bức ảnh này thì các bạn cho cô biết là khi ra trận trong bà Triệu trông như thế nào? Sau đó các bạn trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa bà Triệu. Bây giờ các bạn quan sát và lượt đồ và sau đó trình bày cuộc khởi nghĩa của bà Triệu ha. Từ căn cứ Phú Điền, Hậu Lộc, bà Triệu cho quân đem đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở Củ Chân rồi sau đó đánh ra khỏi Giao Châu. Qua đây các bạn có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của bà Triệu? Đây là một cuộc khởi nghĩa có sức lan rộng ra khắp cả Giao Châu ha. Được tin đó, nhà Ngô đã làm gì? Nhà Ngô cử Lục Dận chỉ huy 6.000 quân sang để đàn áp cuộc khởi nghĩa. Và kết quả cuộc khởi nghĩa thất bại thì bà Triệu hy sinh trên núi Tùng. Nhắc lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa, năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Từ căn cứ Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa, bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở quận Củ Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu. Nhà Ngô cử 6.000 quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại, bà Triệu hy sinh trên núi Tùng, Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Thảo luận nhóm trong vòng 2 phút, cuộc khởi nghĩa của bà Triệu chống quân xâm lược Ngô đã có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa bà Triệu đó chính là khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Vì sao cuộc khởi nghĩa bà Triệu thất bại? Các bạn quan sát hình 46 lăng bà Triệu ở núi Tùng Thanh Hóa trong sách giáo khoa hoặc trên bảng và sau đó đọc đoạn ca dao. Bài ca dao nói lên điều gì? Và bài học đến đây là kết thúc ha. Các bạn về nhà ôn lại tất cả các bài đã học từ chương 3, tiếp sau làm bài tập lịch sử.